Hello, Kim Phương xin chào các bạn. Vừa rồi là một số hình ảnh trong chương trình ca nhạc và bắn pháo hoa để mừng ngày khai trương treo đèn lễ Giáng sinh được tổ chức mỗi năm một lần do khách sạn Mission Inn ở thành phố Riverside của tiểu bang California. Mỗi năm họ đều tổ chức ngày này rất là hoành tráng và công phu lắm các bạn. Sẽ có rất là nhiều người tập trung tới nơi này ngày hôm nay để mà coi live show này. Do đó họ chặn hết những con đường chung quanh khách sạn, không cho xe lớn vô, chỉ dành cho người đi bộ mà thôi. Các bạn có thấy khung cảnh xung quanh khách sạn hiện giờ rất là dễ thương không? Tất cả những quầy bán bánh hoặc những chiếc xe, họ đều trang trí rất là đẹp và khí hậu ngày hôm nay thì quá tuyệt vời. Khách sạn này rất là rộng lớn và rất là đẹp. Nó được xây dựng theo kiến trúc của nước Tây Ban Nha và đây là nơi mà Phương thích nhất mỗi lần tới đây. Phương rất thích ngắm những bức tượng của những cô gái và chàng trai như là đang đứng hát ở trên ban công. Nhìn dễ thương lắm các bạn. Đặc biệt ở chỗ là những cái bức tượng này có thể cử động được đó các bạn. Nhìn như là những cô gái thật ha. Do vậy nhìn khung cảnh ở đây rất là sinh động. Để tổ chức cho buổi biểu diễn ngày hôm nay thì Phương thấy họ chuẩn bị rất là chu đáo và quy mô lắm các bạn. Và để đảm bảo cho sự an toàn của buổi biểu diễn ngày hôm nay thì Phương thấy hiện giờ có rất là nhiều xe cảnh sát, xe chữa lửa và xe cấp cứu. Và đặc biệt là Phương thấy có cả xe chống đạn nữa các bạn, của cảnh sát thành phố, nhìn rất là quy mô. Do đó mình tới đây mình cũng cảm giác rất là an toàn. Và có điều này Phương thấy dễ thương lắm. Phương thấy có rất là nhiều học sinh đang tình nguyện tham gia nhặt rác, làm sạch cái khu vực này. Bây giờ mời các bạn cùng Phương đi quanh một vòng khách sạn này nha.
Các bạn có thấy cảnh vừa rồi dễ thương không? Và bây giờ Phương đang đi tới chỗ sân khấu, cũng là cái chỗ tập trung chính để mọi người có thể vừa coi ca nhạc, vừa ngắm pháo hoa. Mọi người tập trung ở đây đông lắm các bạn, nhìn vui lắm. Và bây giờ Phương cũng đã tới được chỗ sân khấu rồi nè. Lúc này Phương thấy có rất là nhiều xe của những đài truyền hình khác nhau. Họ tới để mà quay phim, để mà tường thuật trực tiếp cái buổi biểu diễn này. Có cả máy bay bay lòng vòng rất là gần, cũng là để bảo vệ cho buổi lễ ngày hôm nay. Lúc này họ đang tập dượt lại và điều chỉnh âm thanh ánh sáng cho buổi live show tối nay. Còn Phương thì đang mong trời mau tối để được coi bắn pháo hoa, chứ đứng ở đây lâu lạnh quá. Càng gần tới giờ diễn, Phương lại thấy có thêm nhiều cảnh sát đứng canh ở những góc khác nhau. Và cái anh cảnh sát này dễ thương không các bạn? Đang làm nhiệm vụ mà cũng tranh thủ chụp hình giùm cho cặp đôi này. Rất là nice. Và bây giờ mời các bạn hãy cùng Phương thưởng thức live show đặc biệt của buổi tối hôm nay nha. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go!
Các bạn ơi, các bạn có thích cái live show bắn pháo hoa vừa rồi không? Mặc dù họ bắn chỉ có hơn 4 phút thôi, nhưng mà Phương thấy rất là đẹp và lạ. Phương mê lắm luôn, hy vọng các bạn cũng thích giống Phương nha. Và nếu các bạn muốn thấy khung cảnh của khách sạn sau khi đợt bắn pháo hoa chấm dứt, nó lung linh huyền ảo tới mức nào, thì mời các bạn hãy coi video phần 2 của Phương nha. Cảm ơn các bạn đã coi video của Phương. Và nếu các bạn thích video này thì vui lòng nhấn nút like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh KP Vẻ Đẹp Mỹ của Phương nha. Chúc các bạn một mùa Giáng sinh thật là an lành và hạnh phúc. Tạm biệt các bạn.